Con tên gì nè, nói lại nè, để chú không hiểu tên luôn á. Nguyễn Hoàng Dung. Nguyễn Hoàng Dung phải không? Nguyễn Hoàng Dung phải không? Trời ơi, để bắt tay cái ra chú cái này. Yeah, rồi xin miếng sữa uống ha, cho liền luôn á. Thảo uống dễ sợ luôn á. Con hồi tối con có ngủ không Nguyễn Hoàng Giang? Con Hoàng Dung. Hàng Dung. Dạ, tối con không ngủ luôn. Tay cái ngủ. Con có ngủ. Con đi về tới đâu? Con ở trên về bà ngoại. Bà ngoại hả? Dạ. Về xong chưa? Dạ. Bà ngoại ở đâu? Bà ngoại ở xa lắm. Xa lắm hả? Ở xa bên kia. Ừ. Rồi. Bé năm nay bao nhiêu tuổi nè? Học lớp mấy dạ. Nè? Mỹ giáo con 7 tuổi. Ừ. Con học có ngoan không? Dạ. Ở nhà con có ngoan không? Dạ. Vậy hả? Con có phụ mẹ làm cái gì việc nhà không? Dạ. Làm gì đâu, kể chú nghe coi nè. Mấy trẻ con ở nhà giúp mẹ. Làm gì? Làm nhà. Làm nhà luôn. Ồ, cái này phải trách nhiệm, hỏi mẹ có không nha. Có không mẹ? Có làm nhà bé. Nếu Hoàng Dung có lao nhà gì đó hả? Cho nó lao là cho nó lao cái làm nó nào dễ dễ á, để cho nó giống như là nó tự lập á, giống có tính nó tự lập, sau này nó tự lập giúp mẹ phụ mẹ. Vậy vậy là về ngoại chơi rồi phải không? Xong rồi phải không? Xong chưa? Xong rồi phải không? Chơi xong chưa? Chưa hả? Chưa tới mà. Chưa tới hả? À, hiểu rồi, có nghĩa là từ ngoài kia vô trong Sài Gòn để về ngoại. Không phải, con ở Mỹ. Con ở đâu? Con ở Mỹ hả? Tuy Hòa. À, Tuy Hòa. Giờ con vô Sài Gòn chơi, mấy ngày con về? Ừ? Chơi chừng nào đã vậy ha? Thôi, chơi tới 3 tháng luôn. Ăn hết gạo ngoài luôn. Ừ. Ăn hết gạo rồi mới về. Đúng không? Ăn hết gạo rồi mới về phải không? Đâu có đâu. Chứ sao? Cho ngoại ở mà. Thì đúng rồi, mình ăn tới 3 tháng là ăn hết gạo luôn rồi đó. Hết gạo. Hết sữa của. Không có. Có hả? Ừ. Hình như là chú thấy con vui lắm thì phải. Ừ. Đúng không? Đi vào ngoại em, đi vào ngoại vui mà. À, hèn gì thấy không có ngủ gì chơi hết trời. Bé thông minh quá à. Chưa thấy ai mà thông minh như là bé. Cho chú về ngoại với nha. Dạ. Cho chú về ngoại chơi với nha. Được không? Về ngoại với Đạt. Về ngoại với Đạt mà. Nhưng mà chú về ngoại chơi được không? Nhưng mà có ông ngoại cửa bé. Cái nhà đâu, miễn có bé là vui rồi. Nhưng mà ông ngoại cửa bé nuôi gà nuôi thỏ. Nuôi gà nuôi thỏ luôn hả? Nuôi cả chuột. Chuột cũng nuôi luôn. Con gà mái, con gà trống nữa. Vậy đó hả? Mà con chuột cũng nuôi nữa mấy hả? Mấy con vật gì á, ông ngoại bé cũng nuôi hết trơn rồi. Mũi ông nội có nuôi không? Không, ông ngoại bé nuôi hết trơn những con vật rồi. Nhưng mà mũi chứ chỉ có một mình con thỏ nó dễ thương nhất thôi. À, con thích con thỏ ha. Dạ, con thỏ của ông ngoại đang nuôi. Con thỏ thích ăn cà rốt. Vậy đó hả? Dạ.
thích con thỏ lắm hả? Dạ. Con thỏ nó màu gì? Nó màu trắng. Ồ, con thỏ có con thỏ nào màu xanh không? Con thỏ màu trắng, con cười nó màu trắng, và mắt cười nó màu đen. Ở ngoài viền của nó thì màu trắng. Rồi, con diễn tả con thỏ xem là chính xác quá vậy. Nó có hai cái tay cao to đúng không? Nó có hai cái tay, hai tay nhưng mà chỉ hơi nhỏ một chút thôi. Nhỏ hả? Và ở trong cái giỏ tay nó có màu hồng. À. Rồi gì gì? Cà cây mà nó thích ăn đó chính là cà rốt. À. Bây giờ chú mới hiểu. Ê, con đi cẩn thận nha, xe nó sẽ té đó.